Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cách gọi hàm. Ok, đầu tiên thì nội dung khuôn khổ của clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách gọi hàm thứ nhất, đó là gọi bằng giá trị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái đối số của hàm đã. Chúng ta đã biết rồi, tức là một cái hàm thì có thể được sử dụng các đối số, do đó nó sẽ phải khai báo các biến có kiểu tương ứng với đối số để nhận các giá trị do các đối số này truyền vào. Và các biến này sẽ được gọi là tham số hình thức của hàm, hay còn gọi cái tên khác đó là biến hình thức. Thì cái biến hình thức thì mình đã nhắc qua ở cái clip liên quan đến kiểu của biến. Ok. Cái biến này thì nó về cơ bản nó giống hệt như biến cục bộ. Nó sẽ được tạo ra khi hàm được gọi tới và được hủy đi khi mà hàm thực hiện xong nhiệm vụ. Ok, tức là khi kết thúc hàm thì cái biến này sẽ biến mất. Các cách gọi hàm. Do là cái hàm nó có đối số, thế cho nên sẽ có 3 cách gọi hàm. Mình cứ nói thế cho nó nhiều, chứ còn thực ra thì có 2 cách thôi. Cách thứ nhất đó là gọi bằng giá trị, và cách thứ hai là gọi bằng con trỏ, cách thứ ba là gọi bằng tham chiếu. Thực ra thì gọi bằng con trỏ với gọi bằng tham chiếu thì nó gần với giống nhau. Ok, tức là cụ thể thì trong từng clip mình sẽ nói, và nội dung của clip này thì mình sẽ nói về cái gọi giá trị trước. Đầu tiên là gọi bằng giá trị. Thì trong gọi hàm bằng giá trị thì một bản copy giá trị của các đối số sẽ được truyền vào tham số của hàm. Do vậy, hàm sẽ sử dụng cái dữ liệu copy này để thực hiện các thao tác. Nếu như mà có thay đổi liên quan đến dữ liệu thì nó sẽ chỉ thay đổi dữ liệu trên bản sao, bản copy này thôi, cho nên nó không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc. Do đó thì mọi cái thay đổi nếu có sẽ không ảnh hưởng gì đến dữ liệu gốc. Ok. Và theo mặc định thì cái chương trình C cộng cộng sẽ gọi hàm bằng cái giá trị để truyền dữ liệu từ đối số tới hàm, để đảm bảo là cái dữ liệu sau khi chúng ta tiến hành thao tác ấy, nó vẫn giữ nguyên cái giá trị gốc. Ok. Và cái kết quả của chúng ta tạo ra thì đấy là cái kết quả do chúng ta đã gửi cái bản sao của nó đi. Ok, giống như các bạn đi photocopy, các bạn nộp cái hồ sơ thì sẽ là nộp các cái bản sao, còn cái bản gốc chỉ là để đối chiếu mà thôi, thì các bạn vẫn giữ bản gốc. Như vậy thì các lần gọi tiếp theo, tức là các lần các bạn đi sao lưu dữ liệu khác nữa, thì các bạn cũng lấy bản gốc đi và cứ làm như vậy, thì cái dữ liệu gốc của bạn vẫn giữ nguyên và sẽ không ảnh hưởng gì. Thì tương tự như thế thì cái gọi hàm bằng cái giá trị thì nó cũng tương tự như thế. Ví dụ, bây giờ mình sẽ giả sử là mình sẽ dùng hàm đổi chỗ để đổi chỗ hai giá trị A và B, trong đó truyền đối số vào bằng gọi bằng giá trị. Ok. Swap int A, B. Ở đây thì mình sẽ cho TG bằng A bằng B và B bằng TG, sau đó kết thúc. Khi cái hàm này kết thúc thì cái tức là giá trị của A và B sẽ không hề thay đổi nếu như chúng ta gọi hàm bằng cách chuyển giá trị vào. Ok. Cụ thể thì mình sẽ minh họa ra đây. Lý do là gì? Tại vì lúc nãy mình nói rồi, tức là nó chỉ thao tác trên bản sao dữ liệu thôi, chứ nó không hề có ảnh hưởng gì đến dữ liệu gốc, nên là cái dữ liệu gốc là vẫn như cũ. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển cái hàm này thành hàm swap. Đang gọi tiếng Anh AB này, A bằng 100, B bằng 200. Thế này đi, là mắc nữa mà swap. Ok. Không cần giá trị M luôn. Rồi, sau khi cái hàm swap thì chúng ta sẽ xuất giá trị của A trước và sau AB. Ok. Giao giá trị A bằng, đó là giá trị A. Tương tự thế thì xiao ra cái giá trị B bằng bao nhiêu. Thế. Ok. Chúng ta sẽ copy lại cái này. Ok. Tiếp ra đây. Cái này là sau khi đổi chỗ. Sau khi đổi chỗ thì A bằng bao nhiêu. Tự như này. Copy lại cái này cho lười gõ. Ok, làm cái này rất là lười. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành
Đây cái này thì swap tg sẽ bằng a, a sẽ nhận giá trị của b, sẽ làm bằng lập bằng gõ linh tinh này, b sẽ nhận giá trị của tg. Ok, m m chỗ nào? Ồ, đây rồi. Ok, tức là cái hàm swap này đúng ra là nó phải phải đổi chỗ hai giá trị a b cho chúng ta, tức là ban đầu a bằng 100, b bằng 200, thì sau khi gọi hàm swap thì chúng ta sẽ phải có giá trị là a bằng 200 và b bằng 100. Nhưng mà đối với cái truyền bằng giá trị thì chúng ta sẽ được cái kết quả như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện. Ok, đây, đây là cái kết quả của chúng ta, và mình sẽ zoom nó lên. Tức là gì? Trước khi chúng ta tiến hành swap thì mình đã xuất ra giá trị của a và b. Sau đó thì mình tiến hành swap. Sau swap thì mình đã xuất ra cái dòng, đó là sau khi đổi chỗ thì a và b mình xuất giá trị của nó ra. Thì đây không hề có gì thay đổi cả. Thế. Nhưng mà đối với gọi bằng con trỏ hoặc là gọi bằng tham chiếu thì ở đây nó lại có sự thay đổi. Ví dụ như này, và cái clip liên quan đến gọi bằng con trỏ hoặc gọi bằng tham chiếu thì mình sẽ nói sau, và bây giờ mình cứ ví dụ ra đây trước đã. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất là lớn ở đây. Ok, tức là bây giờ thì chúng ta đã có cái giá trị của A và B được thay đổi, bởi vì A lúc đầu bằng 100, sau khi swap thì A bằng 200. Ngược lại, B bằng 200 thì sau swap B bằng 100. Okay. Và lý do là như thế nào thì trong clip tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Còn bây giờ clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.